Hay quá, thưa quý vị. Một liên khúc quá là tuyệt vời. Xin được giới thiệu đến quý vị ba mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Tam ca đầm hở vai. Sexy của chúng ta rất là quyến rũ. Đó chính là cô cả Cẩm Ly, cô kế Cao Công Nghĩa và cô Út Thiện Nhân. Vâng, thưa quý vị, hồi nãy khi mà nghe cái liên khúc này, em nói thật với chị là em ngồi nghĩ là cái ca khúc này sao toàn những ca khúc vui tươi, nó mang đến cảm xúc tích cực, mà em ước gì ở đây có vài cặp đôi đứng mà nhảy ở dưới nữa thì nó sẽ tạo ra một cảm giác là rất là tuyệt vời. Em nhớ là cái phong cách phòng trà của ngày xưa á chị. Dạ. Cũng có lý ha. Dạ. Hồi nãy sao ông nói ông đạo diễn, ông làm vài cặp trong đó có Nguyên Khang nữa, chị nghĩ đúng chắc rồi. Hấp dẫn. Hồi nãy em có đứng tí xíu xong cái em thấy là em đứng lâu quá, cái em thôi em vô luôn. Thì đúng ra khi mà mình vào trong đó xong mình sẽ dẫn một cô ra đây, mình sẽ nhảy đầm. Dạ, em nhảy. Đó, nó đẹp đội hình nữa. Em nhảy xong cái hồi cái ông cắt hình của em, ông làm mờ chỗ đó đi, chỉ có mình chị hát thôi. Dạ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ đây chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn những đồng nghiệp, những người đã đồng hành cùng với chúng tôi trong sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ Cẩm Ly. Chúng tôi xin được mời lên sân khấu các vị sau đây. Xin mời nhà thiết kế áo dài Trí Lữ Gia. Xin mời Trần Phim. Xin mời ông Sơn Euro, đại diện phim trường Stylist. Chúng ta cùng bước lên sân khấu, trân trọng kính mời. Và bây giờ xin mời nữ ca sĩ Cẩm Ly sẽ gửi những kỷ niệm chương cho các anh ạ. Vâng ạ. Sẵn đây thì Cẩm Ly cũng xin cảm ơn anh Trần Phim cũng như là anh Sơn. Và cũng cảm ơn một người bạn đồng nghiệp của mình luôn. Rất là nhiệt thành, rất là nhiệt tình luôn. Cũng xin gửi tặng một cái kỷ niệm chương đến để làm kỷ niệm. Có gì mai mốt nếu mà mình có vấn đề gì mình cần á, cái xong cái mình nhờ anh Tiến cái chắc có lẽ là anh sẽ nể tình cái kỷ niệm chương này, anh sẽ làm giùm cho mình. Đó, đó là anh MC Nguyên Khang. Cảm ơn chị. Tại vì quý vị biết không, Cẩm Ly có lúc mà làm chung với nhau á, có không biết cái kỷ niệm rất là quen mà quên mất rồi, mà không biết là từ lúc đó là Cẩm Ly lưu vào cái điện thoại của mình là MC Nguyên Khang chứ không có phải là Nguyên Khang quý vị. Và Khang có chấp nhận cái nickname đó không? Dạ chị đặt thì em cảm ơn chị. Dạ. Vâng, xin một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn chị Ly. Rồi, cảm ơn quý hóa quá vậy, nhận cái này là cứ mốt sau nào có chị Ly là em được tham dự đó hả? Vâng, xin được cảm ơn, đặc biệt là cảm ơn hai cô gái rất là xinh đẹp, Cao Công Nghĩa và Thượng Nhân. Xin cảm ơn các em và xin được cảm ơn đại diện của Trần Phim và ông Sơn Euro. Cảm ơn ông. Thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi cũng xin được cảm ơn các anh em ban nhạc đã gắn kết với nữ ca sĩ Cẩm Ly và trung tâm Kim Lợi từ những live show tự tình quê hương và các buổi biểu diễn tại các phòng trà. Nhạc sĩ Hòa Âm Duệ Hùng xin được mời toàn bộ ban nhạc chúng ta cùng bước ra sân khấu và chúng tôi xin phép được giới thiệu từng người để quý vị khán giả biết là đằng sau một sản phẩm âm nhạc như vậy là tất cả những con người đã chung tay. Xin mời anh Trống Kim Quy. Xin mời bộ gõ Chính Quyền. Guitar 1 Bá Thiệu. Guitar 2 Vũ Duy. Bass Văn Hiển. Kèn Quang Trung. Accordion Đạt Nguyễn. Sáo Hải Âu. Keyboard Khoa Đăng. Đàn dây Tuấn Khải, Ngọc Minh, Ngọc Trâm, Minh An. Nhạc sĩ hòa âm piano Duệ Hùng, Hữu Ân. Xin được trân trọng kính mời các anh chúng ta cùng bước ra sân khấu. Và bây giờ xin mời chị Thư Cẩm Ly. Vâng, một lần nữa thì Cẩm Ly xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em nhạc sĩ của mình đã góp một phần không nhỏ vào những cái sản phẩm, những cái chương trình của Cẩm Ly. Một lần nữa xin tri ân đến tất cả các anh. Một kỷ niệm chương coi như là một kỷ niệm mà chúng ta sẽ còn hợp tác rất là dài lâu và mấy anh chắc chắn là sẽ vẫn ủng hộ cho Cẩm Ly. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị. Hỏi chị Ly tí, còn có một người rất là quan trọng nữa, tổng đạo diễn của cái chương trình này mà chúng ta tất nhiên là anh đang ở trên rồi, giờ mời anh xuống, biết anh xuống đây không? Dạ xin mời nhạc sĩ Minh Vi, tổng đạo diễn của chương trình à. Để ảnh lên thiệt kìa. Trời ơi. Trời. Chụp tấm hình lưu niệm thôi. Dạ chụp tấm hình lưu niệm rồi, xin mời mọi người.
ông ôi bữa nay ông cũng rảnh ghê lắm. Nghe lời Khang dữ. Cái gì mệt không có nè, giữ đi thôi, cái này chụp tấm hình lưu niệm thôi. Cái đó là gì vậy? Cái này là cái cúp mà gì đó không biết nữa. Dạ. Ủa thiệt luôn hả? Dạ. Ủa mà tự nhiên cái rồi trao cho ổng chi? Quê rồi ổng, rồi ổng đem về ổng trưng trong nhà vậy có. Ổng trưng trong nhà để cho biết ông làm à. Thôi giờ mình vô chụp hết lên lưu niệm. Dạ. Không phải, cái này chính xác mày về. Cái này mình biết nên làm cái đặc biệt hơn, có kim cương giả chút cũng được, làm sao? Sao cái ông MC này ổng nói búa xuôi vậy? Thôi 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 nè, nè cho lẹ để làm tiếp nè, hết giờ. Rồi thưa quý vị, như vậy thì bây giờ mình vô chụp tấm hình lưu niệm cái đi. Rồi các anh chị đứng lại gần nhau hơn tí xíu nè, lưu dấu lại cái kỷ niệm này. Rồi chúng ta chụp một tấm hình lưu niệm nha.